Rất vui được gặp lại các bạn và chào mừng các bạn đến với chủ đề định cư Phần Lan. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một nội dung nữa cũng cực kỳ quan trọng và hữu ích, đặc biệt là cho các mẹ bầu. Hy vọng là các bạn sẽ chú ý theo dõi video đến cuối cùng, bởi vì mình luôn có chèn những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân trong suốt quá trình mang thai cho đến ngày đi sinh em bé. Trước khi đi vào nội dung chính, mình xin lưu ý với các bạn một điều, đó là cho dù các bạn nhập cư hay định cư Phần Lan với lý do hay mục đích nào đó, mình không cần biết, có thể là du học, có thể là xuất khẩu lao động và có thể là kết hôn, thì việc nhập cư, định cư của các bạn là hợp pháp hợp lệ. Thì 8 điều cần biết trong suốt quá trình mang thai và đến ngày đi sinh nở, mình sắp chia sẻ sau đây sẽ hoàn toàn hữu ích và giúp ích cho các bạn, có thể là ở thời điểm hiện tại, có thể là ở tương lai khi các bạn đang xem video này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem 8 điều đó là điều gì. Điều thứ nhất, bắt đầu mang thai. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai, hãy liên hệ ngay với phòng khám phụ sản trong thành phố của bạn. Các dịch vụ của phòng khám phụ sản là hoàn toàn miễn phí và bạn sẽ nhận được lời khuyên tốt nhất từ phòng khám về các cách chuẩn bị cho quá trình mang thai cũng như là quá trình sinh nở. Phòng khám cũng sẽ theo dõi sức khỏe của bà mẹ và thai nhi hàng tháng. Khi mình biết là mình trễ kinh thì mình có tự mua que thứ hai tại nhà. Và sau khi thử thai thì mình biết là mình có khả năng dính bầu rồi, mình mới gọi cho Nevola. Thì Nevola tức là cái phòng khám dành cho bà mẹ và trẻ em. Thì họ sắp xếp cho mình hai lịch khám. Lịch khám thứ nhất đó là xét nghiệm nước tiểu. Và lịch khám thứ hai đó là mới là lịch khám thai. Thì sau khi mình xét nghiệm nước tiểu, họ biết chắc chắn rồi, thì họ khám thai cho mình. Và thường là nó nằm ở cái tuần thứ 7 hoặc là tuần thứ 8 và có khi là tuần thứ 9. Chứ không thể nào sớm hơn được nha các bạn. Nếu trong quá trình mang thai không có gì trục trặc xảy ra, thì cứ hàng tháng sau mỗi lần thăm khám, họ lại sắp xếp cho bạn một cái lịch hẹn tiếp theo của tháng tiếp theo để khám thai. Và trong cái quá trình khám thai đó, họ sẽ xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, xét nghiệm nồng độ sắt cũng như là huyết áp của bạn luôn đó, để theo dõi. Rồi nếu có cái trục trặc gì về nhiễm khuẩn hay này nọ kia, họ cũng sẽ sắp xếp cho mình một cái lịch hẹn khám riêng ở cái trung tâm riêng, chứ không phải là cái chỗ mà mình đi khám thai của bà mẹ và trẻ em nữa nha. Điều thứ hai, giấy xác nhận mang thai. Trong trường hợp bạn không thăm khám định kỳ thì bạn phải khám sức khỏe trước khi thai kỳ tháng thứ 5 kết thúc, bởi vì khi đó bạn sẽ nhận được giấy khám thai của bác sĩ hoặc phòng khám phụ sản mà bạn đã đến. Bạn cần giấy xác nhận này để nộp hồ sơ nhận một gói đồ trợ cấp thai sản và số tiền trợ cấp thai sản từ Kela hoặc là từ công ty của bạn. Điều thứ ba, gói đồ trợ cấp thai sản. Bạn sẽ nhận được gói đồ trợ cấp thai sản không quá 2 tháng trước ngày dự sinh, tức là bắt đầu từ tháng thứ 7. Gói thai sản sẽ được chuyển đến nhà cho bạn khoảng 2 tuần sau khi bạn nộp hồ sơ và có quyết định. Bạn có thể nhận gói trợ cấp thai sản dưới dạng là thùng đồ hoặc là một số tiền 170 euro. Gói thai sản bao gồm các sản phẩm chăm sóc và quần áo trẻ em sơ sinh. Điều cần biết thứ hai, tức là cái giấy khám thai. Cái giấy đó nó rất là quan trọng với mình, bởi vì mình phải nộp nó cho nhà trường, mình phải nộp nó cho Kela, mà mình phải nộp nó cho công ty nữa. Mà công ty của mình là để mình sắp xếp cái lịch nghỉ thai sản với sếp của mình. Và công ty trả trợ cấp cho mình bắt đầu từ lúc nào đó, và công ty kết thúc trả trợ cấp là từ thời điểm nào chẳng hạn, thì cái giấy đó nó cũng quan trọng đối với công ty. Cái giấy đó nó quan trọng đối với Kela là bởi vì sau khi mình thống nhất với công ty thông xuôi hết, mình sẽ cập nhật nó với Kela, thì Kela sẽ trả cái tiền trợ cấp thai sản đó cho công ty. Thường là tiền trợ cấp thai sản của Kela nó sẽ thấp hơn tiền lương của bạn hoặc là tiền trợ cấp thai sản của công ty trả cho bạn. Cho nên các bạn hãy lưu ý điều này nha. Bởi vì khi các bạn đang đi làm, các bạn hãy cố gắng đi làm lâu nhất có thể, bởi vì cái tiền trợ cấp nó sẽ cao hơn nhiều so với cái tiền Kela trả cho bạn. Tiền Kela trả cho bạn thường chỉ 70% so với cái tổng thu nhập của bạn trong cái tháng đó thôi. Điều thứ tư, tiền trợ cấp thai sản từ Kela. Bạn phải nghỉ thai sản chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự sinh. Trong thời gian nghỉ thai sản, bạn được trả lương trợ cấp thai sản cho tổng cộng là 105 ngày làm việc, tức là khoảng 4 tháng. Điều thứ năm, tiền trợ cấp thai sản từ công ty. Trước khi bạn nộp đơn cho Kela, hãy kiểm tra xem chủ nhân hay công ty có trả lương cho bạn trong thời gian nghỉ thai sản hay không. Hãy thông báo về thời gian nghỉ thai sản của bạn ít nhất 2 tháng trước khi bắt đầu. Cái tiền trợ cấp thai sản từ công ty, thì trong cái trường hợp của mình á, là công ty trả lương cho mình trong suốt quá trình mình nghỉ thai sản và trả lương cho đến khi mình hết hợp đồng luôn. Tại vì công ty của mình là công ty của Đức, công ty quốc tế ở Phần Lan. Cái thời điểm đó mình làm, mình nghĩ mình cũng tiếc lắm, tại cái hợp đồng của mình đã có một năm mà tới thời điểm đó là nó hết. Thì mình được trả lương tới cuối tháng 12 lần các bạn. Cho nên khi các bạn ký hợp đồng nào với công ty thì các bạn phải để ý nha. Để ý là cái điều khoản đó đó nó có hay không. Là cái trợ cấp thai sản đó có hay không. Tại có công ty nó vẫn không có,
nếu tùy theo cái hợp đồng của bạn, có công ty nó vẫn không có trợ cấp thai sản, hoặc là khi bạn bạn nghỉ thai sản đó thì là thôi là xong rồi đó, là không có nữa. Còn mình là nghỉ thai sản, được trả lương trong quá trình nghỉ thai sản và trả lương cho đến hết hợp đồng luôn. Mình bắt đầu nghỉ thai sản từ tháng 8, cuối tháng 8 mình đẻ con, mình nghỉ 2 tuần trước khi sinh, thì mình sinh xong mình vẫn được nhận cái tiền trợ cấp đó cho đến cuối năm 2020 luôn. Rồi mình sau khi mình nhận được toàn bộ cái tiền hợp đồng đó rồi, mình còn được nhận lương của tháng 13 nữa, tức là tháng 1 tay của năm 2021, công ty vẫn trả tiền cho mình mà mình không, hoàn toàn không cần phải đi làm lại, và họ không đòi hỏi luôn, tại vì đằng nào thì mình cũng nghỉ, họ cần có người khác làm thế rồi. Khi đó là nó cũng nằm trong chính sách và luật của Phần Lan. Điều thứ 6, thời gian nghỉ thai sản. Theo luật Phần Lan thì bạn có thể nghỉ thai sản sớm nhất là 50 ngày làm việc trước ngày dự sinh. Như vậy, việc thanh toán trợ cấp thai sản cũng sẽ bắt đầu sớm hơn. Bạn phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản chậm nhất là 2 tháng trước ngày dự sinh. Cái thời gian nghỉ thai sản của bạn á, nó sẽ tính theo là 105 ngày làm việc. Chứ nó không tính theo gọi là 105 ngày và không tính theo 4 tháng hay 3 tháng. Tức là luật của Phần Lan sẽ tính ngày làm việc hợp lệ là từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần, tức là 5 ngày một tuần, thì 105 ngày, chứ không phải là 4 tháng. Nhưng mà mình tính là nó nằm trong khoảng 4 tháng, cho nên các bạn để ý điều này. Thì khi mà mình nghỉ thai sản là 2 tuần trước khi sinh em bé, thì cái ngày nghỉ đó bắt đầu tính từ cái thời điểm đó, 105 ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 105 ngày. Đó. Thì cái đó, nếu mà công ty không trả tiền cho bạn thì Kela cũng sẽ trả tiền cho bạn trong khoảng thời gian đó. Và sau cái 105 ngày đó thì bạn sẽ được nhận cái trợ cấp khác từ Kela, nó không còn là trợ cấp thai sản nữa. Nhưng vì ở cái video này mình chỉ nói đến là trợ cấp thai sản, cho nên mình không nói đến cái trợ cấp khác. Mình chưa đề cập đến ở đây là cái trợ cấp đó là sau khi bạn sinh em bé và sau cái trợ cấp thai sản, nhưng mà mình không đề cập ở video này. Điều thứ 7, giai đoạn sinh con. Trong trường hợp không có dấu hiệu rủi ro hay sinh non thì bác sĩ sẽ làm các thủ tục thăm khám, siêu âm và xét nghiệm cuối cùng trong khoảng 1 tháng trước ngày dự sinh và đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ, cũng như bệnh viện, địa điểm và thời gian để cho bạn có sự chuẩn bị tốt nhất. Mình có liên hệ với bệnh viện, mình hỏi rất là kỹ thông tin là mình còn mang cái gì, xách cái gì, bởi vì mình không có kinh nghiệm gì hết. Đứa đầu là mình sinh ở Việt Nam mà cái năm đó là năm corona nữa nha các bạn. Họ bảo là không đem gì hết, chỉ cần đem một bộ đồ cho em bé lúc mà xuất viện, một bộ đồ cho mẹ lúc xuất viện. Họ sẽ cho mình những cái thuốc hay những cái thức uống hay là tất vớ, họ sẽ chỉ cho mình cặn kẽ luôn. Cái đó mình không cần phải chỉ các bạn, bởi vì lúc đó họ sẽ chỉ cho các bạn từ A đến Z và dặn các bạn phải làm gì. Nhưng mà các bạn chỉ cần chuẩn bị đồ khi xuất viện là một bộ đồ cho mẹ, bởi vì sau khi sinh mình sẽ đau nè, rồi mình vẫn sẽ còn rất là mập mạp nè, đồ quần áo cũng mặc rất là khó khăn, thì chuẩn bị đồ nào mà thoải mái nhất, dễ mặc nhất, tiện nhất. Còn nếu mà trời lạnh quá thì phải chuẩn bị kỹ đồ cho bé, quấn nè, hoặc là khăn nè, hoặc là đồ ấm nè, hoặc là xe đẩy nè, nôi, rồi ghế ngồi cho em bé, nếu mà đi xe hơi về nữa phải có ghế ngồi riêng của em bé nữa, nếu không có thì phải như thế nào đó. Nói chung là mình phải chuẩn bị như vậy thôi, chứ còn đi sinh đẻ không cần phải gì hết. Mình mỗi sáng ngày thứ 6, ngủ một đêm ngày thứ 6, ngủ một đêm ngày thứ 7, sáng chủ nhật tới trưa chủ nhật, chiều chủ nhật xuất viện, là tối chủ nhật về tại nhà ngủ. Cái lúc đó tụi mình đặt cái phòng riêng á, ở trong bệnh viện thì là hai vợ chồng ở trong một cái phòng đó, có con chung rồi, có lò sưởi rồi, có máy sưởi đầy đủ hết rồi, có toilet luôn rồi, có y tá vô người ta giúp kiểm tra cho mình rồi này nọ kia các thứ, rồi ăn uống ở trong đó người ta lo luôn. Là không kiêng cử gì nha các bạn, ăn bánh mì hay ăn sandwich hay ăn hem, ăn súp, cái gì người ta nấu người ta đưa là người ta nói không kiêng cử gì hết, là mình không kiêng cử gì hết, là mình cứ ăn thôi. Ăn cho nó khỏe. Chứ bây giờ nghĩ rồi, cũng còn thân mình, chồng mình cũng nấu nướng được, rồi hai vợ chồng vậy, người ta nói như vậy không sao, tức là không sao, đúng là nó không sao thiệt. Tại ngày thứ 3 là mình đã đi rồi, xuất viện đi về luôn rồi. Đó, đứa đầu thì mình còn ở tới 5 ngày. Nhưng mà ở Việt Nam thì nói chung là cái tâm lý nó không khác. Qua bên đây cái tâm lý nó không khác, rồi một thân một mình cái tâm lý nó không khác. Đó, còn mà có ba, có mẹ, có anh chị, có cô dì chú bác, nó tâm lý nó lại khác. Thành ra là khỏe, nhanh, gọn lẹ. 3 ngày xuất viện, mỗi ngày thứ 6, tối ngày chủ nhật xuất viện, về ngày chủ nhật ăn bánh pizza. Chúc mừng mẹ xuất viện, ba đi mua bánh pizza. Đó, mấy mẹ con ăn. Thôi xong, không kiêng cử gì hết nha các bạn. Điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là chúc các mẹ bầu đang xem video này hoặc sẽ xem video này, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng sẽ có một chu kỳ thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông và gặp nhiều may mắn trong quá trình nuôi dạy con cái. Còn bây giờ, ok,
nói một chút về cái kênh YouTube. Mình vận hành cái kênh YouTube này dựa trên cái ba tiêu chí, đó là học tập, phát triển và trở thành. Tức là mình sẽ học tập từ những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân cũng như là kinh nghiệm từ người khác, học tập từ trường lớp, học tập từ công ty, học tập từ xã hội, và mình sử dụng những cái điều đó để mình phát triển bản thân, phát triển cái kinh nghiệm của mình, phát triển các kỹ năng của mình để mình trở thành cái con người hay trở thành cái cuộc đời mà mình muốn hướng đến. Cho nên là các bạn có thể ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn nút like hoặc share các video nào mà các bạn thấy nó hữu ích, có thể là hữu ích cho người khác. Mình muốn mang lại những cái thông điệp tích cực và hữu ích cho cộng đồng, đặc biệt là cho các phụ nữ trẻ hay các bà mẹ có con ở xa xứ, đâu nhất thiết phải ở Phần Lan đâu các bạn. Có thể là có một chút khao khát vươn lên, có khát vọng, có những cái mơ ước muốn đạt được những cái điều này điều kia, thì những cái video về định cư Phần Lan này của mình nó chỉ là những cái video mình nghĩ là nó truyền cảm hứng thôi. Ngoài cái thông tin thực tế cuộc sống ở đây thì nó sẽ là những cái video truyền cảm hứng thực sự cho các bạn nữ hay các bạn trẻ nào đó. Độc lập, tự do, tự chủ cuộc sống và quyết định cuộc đời của mình. Không có ai quyết định cuộc đời của mình quyết định cuộc đời của mình nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những phần tiếp theo. Bye bye.